Thưa quý vị, chỉ còn hơn một tuần nữa, mọi người sẽ cùng nhau đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Nhằm tạo điều kiện cho những hộ có hoàn cảnh khó khăn vui Tết đầm ấm, nhiều đơn vị chiến sĩ của Công an thành phố đã chung tay quyên góp vận động được hàng trăm suất quà để giúp bà con khó khăn được vui xuân đón Tết. Một năm thiên tai dịch bệnh đi qua, trong từng con hẻm nhỏ của quận Thanh Khê, cái khó vẫn còn hiện hữu. Bằng tình cảm và trách nhiệm của mình, Công an quận Thanh Khê đã đồng lòng ủng hộ và trao 90 suất quà Tết đến những hộ đặc biệt khó khăn của các phường Chính Gián, Tam Thuận và Vĩnh Trung. Dẫu chỉ là ít gạo, dầu ăn, nước mắm và nhu yếu phẩm thiết yếu, nhưng bà con địa phương ai nấy đều rất vui. Trong gia đình cô cũng rất là khó khăn, nhưng mà vì cuộc sống cho nên mình phải cố gắng mình vươn lên. Nhưng mà nói chung cũng gần Tết rồi thì mình có món quà này. Mặc dù nó không nhiều nhưng mà nó cũng động viên tinh thần mình để cho có một cuộc sống thật vui vẻ, hạnh phúc. Tại xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng, mưa lụt và dịch bệnh khiến cuộc sống bà con nông dân nơi đây đã khó, nay càng khó khăn hơn. Đồng cảm với bà con nghèo, gần 100 suất quà Tết đã được Phòng Công tác Đảng và Công tác Chính trị Công an thành phố phối hợp với doanh nghiệp Mạnh Thường Quân trao tận tay bà con. Chứng kiến sự hạnh phúc của bà con nghèo, mỗi cán bộ chiến sĩ cảm thấy thật ấm áp trong những ngày cuối năm này. Các đồng chí công an cũng ngày đêm như vậy là cũng cùng sát cánh với bà con nhân dân ở địa phương chúng tôi. Mà các đồng chí cũng đã tham gia với cái chương trình mà giúp đỡ các cái đối tượng hoàn cảnh khó khăn của xã chúng tôi, rất là chân thành và rất là biết ơn. Tuy là cái phần quà nhỏ bé nhưng mà cũng góp một phần ấm áp trong mùa Tết cổ truyền của dân tộc, và mong bà con xã Hòa Khương cũng ủng hộ công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố, và góp một phần cùng với lực lượng công an trong công tác đảm bảo an ninh trật tự trong năm mới. Tết Nguyên đán đang cận kề, với những món quà thiết yếu của lực lượng công an thành phố dành tặng sẽ giúp người dân nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn thành phố thêm động lực vươn lên trong cuộc sống và vững tin chung tay cùng xây dựng thành phố phát triển trong năm mới Tân Sửu.